Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thông báo cho các bạn về một cái kèo iDrop khá là ngon đến từ VNDC. Với kèo iDrop này thì chúng ta sẽ nhận thưởng 100 cái đồng TPH token free, và với giá hiện tại của TPH là 1.500 đồng thì 100 cái đồng này nó tương đương với 150.000 nhé. Và chúng ta hoàn toàn có thể nhận free khi mà các bạn đủ điều kiện. Và điều kiện nhận và cách nhận như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc qua về cái token TPH là của ChartPay ấy, thì mình đã có làm một video trên kênh YouTube CC Channel của mình. Thì các bạn có thể vào kênh của mình để các bạn xem lại cái video đó để chúng ta biết được là nguồn gốc của ChartPay và ChartPay nó là gì, chúng ta có nên đầu tư với nó hay không. Đó, thì chuẩn bị thì cái đồng token này sẽ được mở launcher pad trên ứng dụng VNDC, và để tri ân người dùng thì VNDC đã phối hợp cùng công ty cổ phần ChartPay và chính thức triển khai chương trình iDrop tặng thưởng 100 TPH cho toàn bộ người dùng từ VIP 3 trở lên. Các bạn lưu ý là từ VIP 3 trở lên thì chúng ta sẽ được nhận 100 cái đồng TPH token free. Và cụ thể thì chúng ta sẽ nhận vào 20 giờ ngày 19 tháng 5. Thì toàn bộ những người dùng đạt được cấp độ VIP từ VIP 3 trở lên thì sẽ có cơ hội nhận thưởng 100 cái đồng TPH token từ VNDC iDrop, tương đương với 150.000 VNDC tính theo giá ở thời điểm mở bán Launcherpad. Đó, thì theo sau cái thời điểm mở bán Launcherpad thì có thể cái giá của cái đồng TPH token này nó có thể tăng lên. Đó, và phần thưởng này có thể gia tăng giá trị gấp nhiều lần sau khi mà quá trình phân phối Launcherpad kết thúc và giá trị của tài sản TPH tăng lên. Và để được tặng thưởng thì người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng và nhấn nút nhận thưởng trên màn hình. Và sau khi nhận thưởng thì TPH sẽ được lưu trữ tại ví TPH trên ví VNDC, và người dùng có thể sử dụng tài sản này để chúng ta giao dịch mua bán rất là bình thường. Đó, và các bạn chỉ cần đúng ngày, các bạn hãy ghi nhớ cho mình cái khung giờ 20 giờ ngày 19 tháng 5 nhé. Đó, những bạn nào mà các bạn vào sớm hơn hoặc là các bạn vào muộn hơn thì chắc chắn là không nhận được nữa. Đó, thì chỉ trong ngày 19 tháng 5 thôi nha các bạn. Đó, vì vậy chúng ta hãy canh khung giờ. Đó, thì cái sự kiện này thì sẽ dành cho những cái bạn VIP 3 trở lên, và sau khi các bạn nhận thưởng thì bạn đăng nhập thì nó trên giao diện nó sẽ có cái màn hình như thế này. Và các bạn lưu ý là với tài khoản VIP 3 ấy thì chúng ta cần phải đạt đủ cái số lượng giao dịch, hoặc là các bạn phải có số dư tối thiểu là 500 VIDB để chúng ta có thể nâng lên cấp độ VIP 3. Và chương trình iDrop này, chương trình phân phối Launcherpad thì nó sẽ bắt đầu từ 20 giờ ngày 22 tháng 5, thì sẽ mở bán 5 triệu cái token TPH thông qua tính năng VNDC Launcherpad trên ứng dụng, và toàn bộ người dùng từ VIP 0 đều có thể mua với trong cái đợt Launcherpad lần này, với cái mức giá khởi điểm trong cái đợt Launcherpad là 1 TPH bằng 1.500 VNDC. Và thời gian mở bán dự kiến là kéo dài trong 2 ngày, nhưng có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi số lượng TPH được phân phối hết. Đó, thì rất là đơn giản, thì để lên VIP thì các bạn cần phải có cái đồng token VIDB, và để mua VIDB thì đầu tiên có hai cách. Chúng ta vào quy đổi, sau đó các bạn chọn VIDB để chúng ta mua. Với cái giá hiện tại của VIDB thì nó khá là rẻ, chỉ khoảng là 20.000 trên một VIDB, hoặc chúng ta có thể mua qua cái P2P. Ở đây thì các bạn có thể mua qua P2P với cái đồng VIDB nhé. Đó, hoặc rồi sau khi mà các bạn mua xong để các bạn lên VIP thì các bạn sẽ vào cái phần cài đặt, các bạn sẽ vào cái phần dấu ba gạch ở phía trên. Chúng ta sẽ vào phần cấp độ VIP. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần nâng cấp, khi các bạn đủ số lượng thì chúng ta sẽ có thể nâng cấp. Tuy nhiên là mình lưu ý một điều là khi mà nâng cấp VIP thì các bạn sẽ bị khóa cái số lượng VIDB, các bạn không có thể giao dịch hay là mua bán được cái số lượng đó, mà chỉ khi các bạn hạ VIP thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái số lượng VIDB đó. Vì vậy là mình cân nhắc, các bạn hãy kiên nhắc để nhận cái kèo này thì chúng ta phải trả giá là chúng ta phải bị khóa vốn một thời gian. Sau khi các bạn nhận xong kèo iDrop thì các bạn có thể vào cái phần đó là hạ cấp để chúng ta có thể hạ VIP xuống, để chúng ta có thể giao dịch bán hoặc giao dịch cái đồng VIDB của các bạn. Đó, và đó là toàn bộ thông tin về cái chương trình iDrop mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây, mình đánh giá một kèo iDrop khá là ngon. Đó, cho những bạn từ VIP 3 thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ khung giờ và chúng ta vào nhận thưởng thôi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.